Ok, Đức Mạnh đếm 1, 2, 3. Thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị đến phía bên dưới, chúng ta sẽ đếm cùng các vị đại biểu ạ. Để chúng ta sẽ cùng hạ thanh sắt để phòng phía dưới được không ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Vâng, và ngay bây giờ 1, 2, 3, xin mời. À, rất tuyệt vời, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho các vị đại biểu ạ. Và xin được mời các vị đại biểu, chúng ta sẽ cùng tiến ra phía đằng sau những chiếc xe ở trên đây để cùng thực hiện nghi lễ xúc bê tông. Vâng, và thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến giây phút cấp nhóc dự án Dự Hòa Điền Đầy Hạ Long ngay khoảnh khắc này, với những ngày tháng thi công, với những nỗ lực và cố gắng, và thanh thép với màu sắc vàng rực rỡ và may mắn đánh dấu cho sự hoàn thiện tầng mái của dự án. Một lần nữa xin chúc mừng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi lễ xúc bê tông. Và chúng ta đang có 9 vị đại biểu phía bên sân khấu lúc này, và chúng tôi xin phép đếm 1, 2 và 3, tương đương với 3 lần xúc của tất cả quý vị đại biểu phía bên trên này. Và một lần nữa sẽ nhờ sự trợ giúp của tất cả quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng đến với Đức Mạnh được không ạ? Và xin mời quý vị đại biểu, chúng ta hãy cùng đặt tay lên những chiếc xẻ và chúng ta sẽ chụp một bức hình lưu niệm trước khi xúc ạ. Và chúng ta đặt tay nhẹ lên chiếc xẻ, sau đó sẽ chụp một bức hình lưu niệm trước khi mà chúng ta thực hiện nghi lễ này. Và quý vị đã sẵn sàng chưa? Đây là một khoảnh khắc rất đáng nhớ đối với tất cả chúng ta, và Đức Mạnh sẽ đếm lần xúc thứ nhất ạ. 1, xin mời. 2, xin mời các vị đại biểu, lần xúc thứ 2 ạ. Và lần xúc cuối cùng của chúng ta, 3. Vậy là sau rất nhiều những tháng ngày mong mỏi của dự án Dự Hòa Điền Đầy Hạ Long đã chính thức được đất. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp sự ủng hộ và đồng trên chặng đường phía trước để dự án Dự Hòa Điền Đầy Hạ Long sẽ sớm hoàn thiện và đi vào vận hành thành công điểm du lịch của Hạ Long. Một lần nữa xin được chúc mừng dự án, xin được cảm ơn quý vị đại biểu.